cho nó tanh lắm hả? Anh mua 4 trái cuộn 10.000 đúng không? 5 cuộn 4.000 trái. Nô nãy bác gì nói mấy gì mấy trái 10.000. Cái cuộn đó hả? 4 cái 10.000. À 4 cái 10.000. Mua... Trời ơi lương gà chiên kiều này khó quá. Nô tại nãy bác nói 4 cái 10.000 con mua 4 cái 10.000. Chứ bác nói 4 cái 20.000 con cũng mua 4 cái 10.000. Cái này cuộn là cuộn có chấm gì không? Linh ăn cay không? Em bán có 2 cái thịa đi xem. Bán anh bán có 500 đồng. Có, chơi mua mấy cuộn? Thôi vậy bán 8 cuộn đi. Để bán mua chơi rồi cách tiền đi. Trời ơi. Mua gì? Mua cuộn không? Ăn cuộn hay là ăn gì? Ăn gì? Cuộn đi bán mua cho bà nhà. Rồi vậy bán 8 cuộn. 8 cuộn là 1 bịch phải không? 8 cuộn là 20.000 đúng không? Lại thêm 10.000 trộn nữa. Cuộn trước nó khô luôn ngon nó ngon. Ai mua làm biết cái cuộn trước. Đây là lấy sạch sẽ đi bán thịt sò. Lấy nhờ đi mấy bà. Đây tí em đem về cho bà cháu nó về đi. Phải đó, mayonnaise. Có mayonnaise Lisa hay gì á, phải không? Nghe người ta quảng cáo. Mày em tháng không á, chồng là chồng em về tháng không? Dạ, đầu tháng 7 về lại.